Em chào cô nha. Hôm nay em về được một con xe có mấy chục triệu thôi mà đẹp thật đấy các bạn. Đẹp thật đấy, để các bác xem cho em này. Hãng còn trắng tinh này. Đây, hãng còn rất là sáng này. Các bác xem tiếp này. Đây những con bù lông, những con eco vít xe vẫn còn rất là sáng đẹp này. Đấy, vẫn còn màu vàng đúng không ạ? Vẫn còn vàng ươm đây. Sẽ rất ít có những con xe mà được đẹp như này với cái tầm giá vài chục triệu các bác nhá. Chiếc xe được mang tên là Daewoo Lanos và được sản xuất năm 2003. Bản số sàn máy 1.6. Đây các bác xem cho em. Những con bu lông nó vẫn còn rất là đẹp như vậy. Đấy, và vô lăng đây. Đấy, xe chạy ít, vô lăng rất là đẹp nhá. Rất ít khi mua được một chiếc xe đẹp như thế này. Đấy, với số tiền chỉ có mấy chục triệu thôi. Được mang biển Hà Nội. Đấy, Hà Nội 5 số luôn rồi. Chiếc xe với lốp sơn là màu xanh zin các bác nhá. Đấy, mẫu xe bản đủ. Và chiếc này thì hiện tại nó có 4 kính điện luôn. Đây. 4 kính điện các bác nhá. Hai kính đằng sau đều được trang bị điện rồi. Đây những cái vị trí còn bù lông có vít em sẽ quay cho các bác mình xem trước. Đây, những cái chỗ này nó sẽ thể hiện và nó sẽ đánh giá được là chiếc xe đẹp hay là chiếc xe xấu. Chiếc xe mà giữ gìn thì những cái vị trí này nó sẽ rất là đẹp các bác nhá. Đây. Các bác xem tiếp cho em đây. Đấy. Một chiếc xe có vài chục triệu thôi và đời thì chỉ có 2003 thôi mà được như vậy. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Sơn si bóng đẹp. Máy 1.6 rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Ngày xưa em cũng đã từng đi dòng xe này và đi rất là lâu năm và cảm thấy cái dòng xe này nó rất là lành và cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đây là phần đầu của chiếc xe này các bác này. Đèn pha của xe vẫn là đèn pha zin. Đấy, chưa đánh lại. Các bác mình muốn cho đẹp hơn, cho sáng hơn thì mình bỏ ra 300.000 mình đánh lại các bác nhá. Lốp dày. Đăng kiểm tháng 9 năm 2021. Một mẫu xe sedan 2 đầu. Đến từ thương hiệu của Daewoo Hàn Quốc. Máy phun xăng điện tử rồi các bác nhá. Cho nên là mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe nó chỉ dao động tầm khoảng 6 đến 7 lít trên 100 km thôi. Chiếc này thì có trợ lái này, có vòng tua này. Đây là bản đủ và có kính điện các bác nhá. Đây bản đủ. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu quay chi tiết cho các bác xem từng phần của chiếc xe Daewoo Lanos này. Cho các bác xem là chất lượng của con xe này. Đấy, các bác có đáng để mua không? Với cái tầm tiền mấy chục triệu. Tất nhiên thì có sẽ có cái giá hợp lý cho các bác nhà mình. Các bác cứ alo nhá. Đây, keo chỉ canh cửa xe thậm chí nó vẫn còn luôn. 4 tắp ly canh cửa xe còn rất là sáng đẹp tươi. Nỉ còn nguyên này. Đấy, tất cả tay mở của xe cũng vậy. Còn nguyên đây. Nhiều con nó không còn đâu. Răng cửa đẹp nữa đây. Chủ yếu các bác nhìn cho em trên video nhé. Còn em nói ở trên đây thì các bác mình chủ yếu mình nghe để biết thông tin. Tất cả khung sườn, phần vỏ, phần gầm là không bị han gì, mục mọt gì các bác nhá. Em đang quay phần nội thất bên trong. Tí sẽ quay vỏ cho các bác xem sau. Điều hòa mát cực mát luôn, mát rất là sâu luôn. Đây hệ thống điều hòa xe đây. Đấy những cái tay vặn này rồi những cái ký hiệu ở trên đây vẫn còn nguyên, không bị kém đúng không ạ? Không bị xấu. Đấy. Âm thanh đầu đài chiếc xe này được lắp cái đầu CD của hãng xe Toyota rồi các bác nhá. Nghe rất là hay. Đấy chỗ này có check này. Đấy, phần đồ nhựa của xe rất là đẹp. Đây là cốp đồ các bác nhá. Đấy, đây là đồng hồ km của xe đây. Có vòng tua đồng hoàng. Sàn bọc da, có lót sàn rồi. Và chiếc này thì cũng đã được thiết kế có một cái áo da bên ngoài. Đây, áo da bên ngoài, rất là đẹp đây. Trần lý của xe cũng rất sáng đẹp các bác nhá. Đây, vô lăng vừa em quay rồi, đúng không ạ? Vô lăng rất đẹp. Một
một chiếc xe mấy chục triệu mà để đảm bảo về chất lượng thì rất là khó. Thế nhưng mà con xe này thì các bác lại hoàn toàn yên tâm nhá. Riêng chiếc xe này các bác về dùng mình hoàn toàn yên tâm khi đi trên đường luôn. Thực sự yên tâm đi trên đường vì máy số rất là ngon. Đây, mẫu mã của xe tuy rằng đời không cao, giá tiền không cao nhưng nó vẫn được như thế này thì các bác biết rồi. Đấy, từ những cái phần gioăng cửa nhá. Đấy, các bác xem cho em này, từ những phần gioăng cửa này. Đấy, phần lòng trong của xe này hiện tại nó vẫn còn sơn zin này. Đấy, quá tuyệt vời. Ngày nào bên em cũng đưa lên vài mẫu video và khách hàng thì cũng rất là tin tưởng và yêu quý cửa hàng bên em. Thì trong đợt này là các bác không đến xem xe được. Đấy, cho nên là bên em đợt này là liên tục đi giao xe cho các bác. Đấy, từ sáng đến giờ. Nói chung là mỗi một ngày bình quân em nhận tầm khoảng 3 đến 4 cọc. Đấy. Khách hàng rất là tin tưởng và đặt cọc để đấy lúc nào hết dịch đến đấy, và nhiều khi là nhiều bác là bảo bên em là đánh xe đến tận nơi cho. Đây các bác xem, những chiếc xe chất như thế này thì các bác biết. Đấy, có mấy con được chất như thế này đâu, đúng không ạ? Trên thị trường những dòng xe la lốt thì rất là nhiều. 30 cũng có la lốt, 20 cũng có, đúng không ạ? Rồi 40-50 triệu thì cũng có xe la lốt. Và thậm chí có những con, các bác có tin không, em mua vào thôi đã lên đến cả 100 triệu một con rồi. Nhập vào đấy ạ, nhập vào đến cả 100 triệu rồi các bác nhé. Những con này thì sẽ để cho các bác mình cái giá là dưới 100 triệu thôi. Cụ thể giá thì các bác cứ alo và các bác nhìn được tiêu đề cho em sẽ ghi ở tiêu đề các bác nhé. Ở phía sau đây vẫn là nỉ này, và được trang bị có hai loa luôn. Và chỗ này có cái tấm chân nắng này. Đấy, trần nỉ sáng đẹp này, rất là căng và sáng đẹp. Lốp dày các bác nhá. Ốp na răng của xe thì vẫn đẹp. Em đóng cửa cho các bác mình nghe này. Đấy, cửa đóng rất là êm, rất là chắc. Tôn vỏ gỗ này có lên kêu long con luôn. Sơn xi bóng đẹp, thân vỏ căng. Sơn xi rất là bóng đẹp luôn, soi được gương luôn. Đèn trước đèn sau đẹp các bác nhá. Chiếc này các bác mua về chỉ việc đổ xăng chạy thôi đây, không phải đầu tư gì nữa nhá. Một chiếc xe thực sự là đẹp rồi. Phía sau được trang bị có cảm biến lùi này. Đấy, tất cả logo rồi tên của chiếc xe, tên hãng rồi tên xe, xe nó vẫn còn nguyên. Đấy, cốp rộng rãi các bác nhá. Dòng này thì đó là dòng sedan hai đầu cho nên là cốp rất là rộng. Đấy, tí em sẽ quay cho các bác xem cái phần cua lốp. Đây các bác nhìn cho em cái cua lốp của xe này. Đấy, cua lốp của xe như này đúng không ạ? Bốn kính điện luôn. Đấy, keo chỉ của xe là vẫn còn thì các bác biết thế nào rồi. Chiếc xe la lốt mà keo chỉ vẫn còn nguyên luôn các bác nha, vẫn còn nguyên zin luôn, không mất phần nào cả. Đồ nhựa này các bác này, cái phần đồ nhựa của chiếc xe này chắc chắn được rằng là nhiều người sẽ tưởng đây là một con xe nhiều tiền. Đấy, vì nó vẫn còn đẹp như thế này các bác, đúng không ạ? Con B gì? Không, em không cần, anh tìm đi. Đóng cửa lại nhá. Đấy, rất là êm. Cửa đóng rất là êm. Kính của xe được bọc dán 3M xung quanh hết rồi. Đây, bọc dán xung quanh hết rồi nhá. Thân vỏ quá đẹp luôn. Các bác có xe gì mình muốn đổi các bác cứ alo nhá. Bên em mua bán này, đổi xe các loại các bác nhá. Xe nào cũng đổi hết nhá. Kể cả các bác mang xe máy đây em cũng đổi cho luôn. Chiếc xe này đấy, có xe máy mang em đổi. Tất cả phần tay chỉnh gương vẫn nguyên này. Các bác có xe máy mang em đổi rồi nhá. Những chiếc xe máy các bác mình có những chiếc xe máy mà
hơn 100 triệu đấy. Thì đến đây ô tô còn cắt chỗ bác luôn. Có những chiếc thì em cắt thêm cho các bác, có những chiếc thì các bác cắt thêm cho em, có những chiếc thì đổi ngang luôn. Xe nào cũng được, bên em mua bán mà, cho nên là không quan trọng. Chỉ cần các bác có nhu cầu là bên em sẽ tiến hành làm thủ tục cho các bác. Đấy, đồ nhựa ở những cái vị trí này còn nguyên hết này các bác này, nguyên hết luôn này. Bu lông cánh cửa còn chưa tháo luôn thì các bác biết. Đấy, vàng ươm vàng chóe như này các bác này, nhiều con nó bị thâm hết rồi, khan rồi, thâm rồi. Đấy là những con xe mà người ta chạy nhiều và người ta không giữ gìn. Còn cái con xe này thì các bác thấy là nói là chủ trước quá giữ gìn luôn. Quá giữ gìn mới được như vậy đúng không ạ? Đây, con này chỗ này là chỉnh gương nữa luôn này con này. Đấy, công tắc chỉnh gương, gương điện kết hợp cả gương cơ. Chỗ này là mở cốp nhá. Đây tiện đây em sẽ mở cốp luôn này. Đấy, mở cốp kêu cái tách cái luôn. Cabo cũng vậy, mở kêu tách cái luôn, rất là dễ mở. Chiếc xe thiết kế có cả cái cao su để chống va chạm này. Đấy, khi mình mở cửa ra thì sẽ không bị va vào tường đúng không ạ? Rồi những cái đồ nhựa ở đây các bác nhìn xem này, cái đồ nhựa cái phần cánh cửa này. Rất đẹp này. Nẹp chân kính này. Không cong vênh gì cả. Đấy. Kính của xe là không bị xước luôn này. Đây, đẹp chân kính này. Đẹp chưa? Rồi, bây giờ thì quay cốp cho các bác xem luôn đây. Đây. Cái phần khóa cốp của xe này các bác nhìn. Phải nói là không phải nói gì chứ em chưa thấy con xe nào mà nó lại còn được cứng như con này luôn đấy ạ. Hàng hiếm luôn. Một chiếc xe phải nói là quá hiếm. Quá hiếm về độ chất. Đây các bác xem gầm cho em này. Đây gầm sàn này. Đấy, không ăn gì mục mọt thì luôn các bác thấy. Gầm tiếp nhá. Đây chỗ này quay rồi, quay lại cho bác xem thêm nhá. Quá đẹp luôn. Gầm này. Đấy. Không có hiện tượng bị kém. Đây, cho các bác xem phần động cơ nhá. Động cơ máy 1.6 phun xăng điện tử. Ra nó là 1.5. Máy phun xăng điện tử và máy của xe vẫn còn rất là sáng đây. Đây lì cabo của xe vẫn đẹp. Đây lì cabo của nó vẫn đẹp này. Máy sáng này các bác này. Đây, máy nha, máy rất là sáng này. Những cái bù lông ở cái vị trí này vẫn còn đẹp này. Phần răng giật này, đồ nhựa này, ụ giảm sốc các thứ này. Đấy, các bác thấy không? Nguyên zin hết. Đấy, nguyên zin hết. Các bác nếu mua chiếc xe này về thì phải nói là hết sức là may mắn khi mình mua được nó. Một chiếc xe không có nhiều ở tại thị trường Việt Nam. Tất nhiên nếu các bác mua tầm khoảng 100 mấy 200 triệu, 200-300 triệu thì em không nói, nhưng mà với cái số tiền mà các bác bỏ ra chưa tới 100 triệu mà được con xe như này thì nói là thực sự là may mắn. Thực sự là may mắn để mà mua được nó các bác nhá. Đây gầm sàn này. À, nhiều con đến 200 triệu chưa chắc đã đẹp bằng. Nó thật với các bác là như vậy, nhiều con đấy ạ. 200 triệu chưa chắc đẹp bằng. Gầm này. Dòng này nó chắc hơn và nó tốt hơn những dòng xe như là Gentra hay là Lacetti các bác nhá. Đây, chẳng qua thì ở đây nó là đời thấp và form nó không đẹp bằng thôi, chứ còn về chất lượng của xe thì rất ok. Quá đẹp. Các bác chỉ cần là có nhu cầu thôi thì bên em đều hỗ trợ cho các bác mình nhá. Hỗ trợ về tất cả mọi thứ luôn, thủ tục sang tên đổi chủ rồi về vấn đề vận chuyển nhá. Vận chuyển thì trong đợt dịch này các bác nhà mình ngại đi lại và không đi được thì bên em có chương trình hỗ trợ vận chuyển xe tới nhà để cho các bác nhà mình xem. Các bác xem xong mình ưng mình lấy, không ưng bên em lại đánh về các bác nhá. Video về chiếc xe Lalot này thì em đã quay xong. À mà số điện thoại và địa chỉ thì em chưa đọc, bây giờ em đọc luôn nhá. Số 093 8586307 hoặc 0389
0000555. Địa chỉ thì tạm thời các bác đến bãi cũ là 166 Hồng Châu, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương để các bác xem xe nhá. Xem xe, chạy thử xe, cảm nhận những cái mẫu xe ô tô cũ mà cửa hàng bên em đang có, rất là nhiều xe luôn, trên 100 đầu xe. Các bác nhà mình hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi thường xuyên, cập nhật thường xuyên những chiếc xe mới về, những chiếc xe đang có ở bãi bên em nữa. Ngày nào bên em cũng về vài chiếc và cũng bán vài chiếc. Đây, có một khách đang xem này. Và đây có một tốp khách nữa đang đến này. Đấy, rất là nhiều. Và đây này, đây, rất là nhiều. Tuy rằng dịch bệnh nhưng mà khách hàng cũng rất là tin tưởng cửa hàng và đến rất là đông. Em xin chân thành cảm ơn và xin gặp lại các bác vào những video tiếp theo.